nha các bạn, chào mừng các bạn đang theo dõi channel của Chim Tầm Ở Bay. Đây là một sản phẩm của nhà Philips, nhưng mà thiết kế như thế này thì các bạn thử đoán xem thì nó sẽ công dụng gì. Nhưng mà nhìn cái giao diện của nó thì mọi người sẽ đoán đây là một cái con robot hút bụi. Tại vì thiết kế dạng hình tròn nè, vừa có cái độ mỏng là chỉ có 12.5cm như thế này, thì là nhìn hao ha một con robot hút bụi ha. Nhưng mà không mọi người, đây là một cái chiếc máy massage, một cái bồn ngâm chân của nhà Philips với phiên bản là PVM 6501. Tất cả những tính năng mình trải nghiệm vừa rồi thì mình thấy nó cũng khá là ok, vừa có khăn online massage cho mọi người để có thể thư giãn. Và sản phẩm này thì không giới hạn độ tuổi và tất cả những thành viên trong gia đình mình đều có thể sử dụng được nữa. Ok, để có thể trải nghiệm chi tiết sản phẩm này thì ngay bây giờ đây hãy cùng mình vào phần tìm hiểu em nó cụ thể luôn nha. Điểm qua với mọi người là phần giao diện của chiếc máy massage này. Chiếc máy massage này thì nó có một cái dạng thiết kế, chính xác tên gọi của nó là máy massage ngâm chân Philips PVM 6501. Với cái giao diện này thì mọi người có thể ôm như thế này, còn không thì các bạn có thể xách như thế này, cực kỳ gọn và tiện. Quy cách đóng gói thì mọi người có thể nhìn thấy tổng chiều cao tối đa khi mà các bạn gập gọn nó lại thì nó chỉ dao động dưới 13cm mà thôi. Còn phần ở phía trước để cho mọi người có thể thấy là trong trường hợp mà các bạn muốn mở nắp ra thì đây là phần giao diện của máy massage và bồn ngâm chân. Như mọi người cũng thấy, cái điểm massage này nó sẽ có hai con lăn ở phía trên nè, hai cái miếng đệm cao su ở phía dưới. Với những cái phiên bản trước đây mà mình đã từng trải nghiệm thì con lăn massage thì hầu như máy massage nào nó cũng sẽ có mọi người. Nhưng mà với cái này nó sẽ không phải là mỗi con lăn nhựa đơn thuần đâu mọi người. Mọi người có thể hiểu như là một cái viên đá san hô, tại vì khi mọi người massage thì nó sẽ có một cái độ ma sát nhiều hơn. Với cái chất đá san hô thì nó sẽ giúp lấy và loại bỏ được cái tế bào chết trên chân của mình một cách kỹ càng hơn. Và nó sẽ liên tục xoay như thế này. Mình để ý thấy là nó sẽ có 4 cái viên đá lăn như thế này ở hai bên, tổng cộng là mình sẽ có 8 viên đá lăn. Phần dưới đây thì phần là hai cái miếng đệm cao su nè, giúp bạn có thể đặt bằng chân mình lên. Và cái đầu massage thì nó sẽ massage đều, các bạn có thể di chuyển đặt ở phía trên hoặc phía dưới đều được cả. Đây là vị trí để cho các bạn có thể sử dụng remote điều khiển. Với cái remote điều khiển này, nếu như mọi người muốn cầm tay không cũng được, còn không thì mọi người muốn rảnh tay thì mọi người có thể đặt nó vô vị trí, nó sẽ thích tự tính. Đó. Rồi, giao diện thì cực kỳ dễ sử dụng và trực quan luôn. Và mình sẽ bung nó ra để cho mọi người xem thử là kích thước tối đa của cái chiếc bồn ngâm chân này nó sẽ có kích thước cụ thể là bao nhiêu nha. Và khi mọi người nhớ là với cái chiếc bồn ngâm chân này, máy massage này á, thì mọi người mở hai cái càng ở hai bên ra, xong rồi lấy cái tay nè, đó, ấn hai bên xuống, đó, ở đây, xong. Sau khi mọi người đã định dạng được cái thùng massage rồi, cái máy massage rồi thì mọi người chỉ cần châm nước vô thôi. Và cái dung tích tối đa mà các bạn có thể châm nước cho cái bồn massage ngâm chân này đó chính là 8 lít nha. Trước khi mà mình hướng dẫn sử dụng với các bạn thì mình sẽ chỉ cho mọi người cái chỗ mà mình thoát nước sau khi mà mình đã ngâm chân dơ xong nha. Ở đây, cái vị trí thoát nước nằm ở đây nè. Đó, các bạn có thể đổ nước ra bằng cái thao tác thủ công, còn không thì các bạn có thể giật nước ra, nước nó sẽ chảy tự nhiên. Đó. Và các bạn thấy là đèn sáng nè. Rồi, sau khi mà đèn sáng xong thì mình sẽ thử bỏ chân của mình vô đây để cho mọi người thấy ha. Đây là cái remote của cái chiếc máy massage kim luôn cả bồn ngâm chân này. Thao tác sử dụng thì cực kỳ đơn giản luôn, mình sẽ giới thiệu sơ với mọi người. Cái nút này là nút khởi đầu nè, đó, bấm khởi động. Xong, với các cái ngức nhiệt khác nhau, 1, 2, 3. Ba ngức nhiệt này thì nó sẽ tương ứng với ba mức nhiệt là 40 độ C, 43 độ C và 46 độ C nha. Mình sẽ lựa chọn bấm đó. Đây. Mình sẽ chọn bấm cái mức đầu tiên, mức 1. Mức 1 á thì các bạn có thể bấm và hiện tượng cái đèn thông báo của nó sẽ là màu đèn xanh lá cây. Mình muốn thay đổi sang mức thứ 2. Mức thứ hai thì đèn thông báo của nó sẽ là đồng đèn màu xanh dương. Và mức thứ ba, ở mức nhiệt cao nhất này thì đèn thông báo của mình sẽ là đèn màu đỏ. Rồi, với cái chiếc máy massage này thì nó có tới 16 con lăn. Và mấy con lăn này nó không đơn thuần chỉ là con lăn cao su không đâu mọi người, mà kiểu như con lăn của nó là con lăn đá. Nên là khi mà nó massage thì nó sẽ có cái độ ma sát vô chân của mọi người. Đó.
Và để có thể sử dụng tính năng massage mà có con lăn này thì các bạn nhớ nấn nút này. Đây. À đây. Mình sẽ để cái chân mình qua một bên nha. Để cho mọi người thấy nè. Đó. Cái con lăn này nó bắt đầu xoay 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 nè. Cái con lăn của nó không phải là bốn con lăn, và con lăn của nó sẽ được bố trí phần ở trên đầu, phần ở giữa và phần ở dưới là phần một cái miếng đệm cao su. Nên bây giờ mình sẽ thử nha, tại phần ở dưới cùng á, phía gót chân của mình á, nó có khá là nhiều tế bào chết, nên mình sẽ thử đặt cái gót chân của mình lên trên cái phần chính giữa để xem thử là mình có đủ cái trục massage đó, nó có tiếp cận được với cái trục với cái gót chân của mình hay không nha. Đây. Đó. Ok. Đó. Mọi người có thể thấy nè. Tuy không có con lăn ở phía dưới, nhưng cái con lăn ở giữa nó cũng có thể giúp cho mình hỗ trợ massage cái phần gót chân nè, và loại bỏ được tế bào chết. Đối với những ai mà hay mang giày cao gót nè, hay phải đứng nhiều, thì mình nghĩ là nơi gần gót chân là một trong những cái nơi mà nó cần được giải tỏa để không có bị tụ máu nè, và giúp cho gót chân của mình không có bị nứt nẻ, bị quá nhiều cái lớp sừng và bị dơ. Cái này thì các bạn chỉ nhớ nha, nó gói gọn các mức nhiệt 1, 2, 3. Con lăn thì theo như mình trải nghiệm thì mình thấy cái con lăn của nó hơi bị giới hạn một cái là cái cường độ quay á. Nếu như bây giờ mà nó cho mình thêm một cái tích hợp là con lăn á, mình có hai cái chế độ 1 và chế độ 2 thì mình nghĩ nó sẽ ok hơn. Tuy là nó không có đa dạng các chế độ, nhưng được cái là nó cũng không đến nỗi nào nhàm chán đâu mọi người. Nó sẽ kiểu thuận theo cái chiều bên phải một chập, xong rồi nó sẽ thuận lại cái chiều bên trái, nó kiểu nó đảo chiều liên tục á. Nó cũng không đến nỗi nào nhàm chán đâu. Với một lần massage như thế này á, thì các bạn sẽ có khoảng thời gian là 30 phút nha. Máy nó sẽ tự động ngắt. Mình nghĩ là một ngày 30 phút thì ổn rồi đó. Nếu như ngâm nhiều quá thì cũng không tốt đâu. Chiếc máy massage kim lông mù ngâm chân này thì các bạn có thể sử dụng kết hợp với những cái gói ngâm thảo mộc nha. Nhưng mà nhớ cái gói ngâm thảo mộc này á, là mình bỏ vô trong một cái túi lọc. Chứ đừng có để cái bột ngâm thảo mộc á, nó tràn ra ngoài mấy cái động cơ và nó đang xen vô trong kẽ của máy thì nó cũng sẽ không tốt. Máy nào cũng vậy hết á. Nên là các bạn nhớ mua những cái gói nó có sẵn bọc ở bên ngoài. Mình đã từng review rất là nhiều những cái chiếc máy massage chân đến từ các thương hiệu khác nhau, nào là của Xiaomi nè, Dima, hay là của Philips, hoặc là những cái sản phẩm nội địa của Trung. Nhưng mà chung quy lại tất cả những cái chiếc máy massage và sử dụng cho lòng bàn chân á, thì mình nghĩ nó khá là tốt và nó sẽ giúp giải tỏa được căng thẳng, cái việc mà các bạn phải dồn nén cái số ký của mình trên đôi chân của mình. Đối với các anh nam thì đi giày tây nó cũng sẽ đau, và đặc biệt đối với các chị em phụ nữ khi mà mang những đôi giày cao gót từ 5cm, 7cm, 9cm, và thậm chí vì tính chất công việc mình phải mang những cái đôi giày cao hơn là từ mười mấy cm chăng nữa, thì mình đi cả ngày như thế vậy thì tối về mình thư giãn với một cái chiếc máy massage chân, nó sẽ giúp cho mình giải tỏa đi căng thẳng, và đặc biệt là nó sẽ giúp lưu thông máu huyết cực kỳ tốt luôn. Và sản phẩm này thì đến từ một thương hiệu nổi tiếng, với các tính năng và những trải nghiệm thì giá bán của nó mình nghĩ trong tầm giá này thì nó cũng ok. Và chính xác giá bán của cửa hàng mình đang là 2.990.000 đồng. Nếu như mà các bạn nào đang tìm kiếm cho mình một cái sản phẩm, một cái thiết bị chăm sóc sức khỏe khá là tối ưu, vừa đến từ một thương hiệu nổi tiếng, thì mình giới thiệu cho các bạn một cái chiếc máy massage kim luôn cả bồn ngâm chân của nhà Philips với phiên bản là PPM 6501. Đường link chi tiết mô tả của sản phẩm thì mình có đính kèm ngay bên dưới, còn không thì các bạn có thể đến trải nghiệm trực tiếp tại các cửa hàng của Chim Tàu Mobile. Cảm ơn các bạn đã cùng theo dõi và đồng hành với mình trong hết video vừa rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.